Xin chào tất cả các bạn học sinh yêu quý. Chào mừng các bạn đã gặp với bài học công nghệ lớp 7 của chúng ta ngày hôm nay. Ở các bài học trước, đã được tìm hiểu những nội dung kiến thức cơ bản liên quan đến chăn nuôi rồi đúng không? Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập phần này. Và sau khi học xong phần này, chúng ta sẽ đến với một kiến thức khác. Và kiến thức này, mặc dù nó không phải là trọng tâm nhưng mà cũng có thể là vô ích cho bạn khá là nhiều, cũng có thể bổ sung cấp thêm một số không kiến thức khá là nhiều. Đó là về phần và về phần kiến thức về chăn nuôi là một kiến thức trọng tâm rất quan trọng vì nó sẽ phục vụ các bạn trong cuộc sống hàng ngày nữa, nên là các bạn cũng cần phải chú ý nhé. Ôn tập phần 3 chăn nuôi. Giống như các bài học trước, giống như hai bài ôn tập, tôi sẽ giới thiệu các nội dung tóm tắt theo sơ đồ nội dung về chăn nuôi và hướng dẫn trả lời các câu hỏi theo khoa. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hôm nay theo khoa trang 128 và 129 ra, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung phần chăn nuôi được tóm tắt theo sơ đồ như sau. Có theo từng năm thì sẽ có nội dung giảm tải, đúng không? Trong năm học 2020-2021 thì nội dung giảm tải phần chăn nuôi tức là có sự điều chỉnh thì nó như thế này. Những nội dung thì đây là của nội dung của chương trình, ví dụ như bài học số 31 trong phần 3 chăn nuôi thì mục 1.3 điều kiện để được công nhận giữ vật nuôi thì phần này không dạy, tức là phần này nó không rơi vào thi đâu. Cái nào mà bộ mà nó ra giảm tải rồi thì nó sẽ là không phải là ôn tập. Nhưng tuy nhiên chúng ta hôm nay là ôn tập nên là dù là câu hỏi có trong nội dung giảm tải thì nữa thì ông ba vẫn sẽ tìm hiểu nhá. Bài số 32 đó chính là phụ huynh trường mập dục vật nuôi thì phần 2 đó là đặc điểm thì cũng chia câu hỏi trong phiêu khoa trang 119 thì phần này cũng không dạy. Bài 33 là một số phương pháp chọn lọc quản lý vật nuôi thì cũng 3 là mã quản lý phương pháp nuôi thì là không dạy. Ngoài ra thì có bài 345, bài 48 đấy, các bài đó là nội dung có nội dung bài 31, 32, 33 và bài 45 là bài nội dung lý thuyết đấy. Ở đây là chúng ta sẽ lấy theo phần 5 nhé. Ở đây là chúng ta lấy theo 2021. Vậy trong suốt quá trình chúng ta học ngay từ cái bài học đầu tiên của phần ba chăn nuôi thì các bạn đã được học hai nội dung về vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi rồi, đúng, phát triển chăn nuôi rồi, thì đây hai nội dung này vì thời gian không có thì tôi cũng sẽ không ôn lại cho bạn từng cái một nữa, tôi sẽ hướng dẫn lại một chút. Về đại cương kỹ thuật chăn nuôi thì các bạn được học hai nội dung, thứ nhất là về giống vật nuôi và thứ hai là về kỹ thuật nuôi. Và vâng, đây chúng ta được học được 4 nội dung chính. Thứ nhất là khái niệm giống vật nuôi vì chúng ta để tìm hiểu xem thế nào là một giống vật nuôi, đúng không, và thế nào là một giống vật nuôi nhá. Xong rồi còn gì nữa về cách phân loại giống vật nuôi, điều kiện để được công nhận của giống vật nuôi, mấy phần điều kiện để công nhận giống vật nuôi giảm tải, vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Ở phía nào nội dung về phụ phinh trường phát bụng và phát dục của vật nuôi, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm cũng như là về các yếu tố ảnh hưởng về phụ phinh trường phát dục. Nhưng mà chúng ta ở đây cũng có về đặc điểm thì tại phần này giảm tải thì bởi vì cấp 3 có thể các thầy cô sẽ hướng dẫn thêm. Tiếp tục đó chính là mình nội dung một số phương pháp chọn lọc quản lý vật nuôi, thì chúng ta tìm hiểu về một số phương pháp chọn lọc về khái niệm về chọn giống vật nuôi thôi, và một số phương pháp đó là chọn lọc hoàn toàn để cho năm phương nhé. Ok, nhân giống vật nuôi thì chúng ta được tìm hiểu về hai loại, đó chính là chọn phối và các phương pháp chọn phối nhân giống côn trùng và làm thế nào để nhân giống côn trùng đã kết quả, đúng không? Về phương pháp vật nuôi chúng ta được tìm hiểu một nội dung chính, thứ nhất gồm thức ăn và thành phần hóa học, đúng chưa? Vì từng mỗi loại thức ăn mà có thành phần hóa học khác nhau, đúng không? Tiếp theo đó là vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
chế biến và vượng trước ba vật nuôi, phẩm phương ba vật nuôi. Thì chế biến và vượng trước ba vật nuôi các bạn đã được tìm hiểu phân tích cùng nhiều phương pháp rồi, đúng không? Và phương các bạn nếu chúng bạn đã biết là cùng ba loại, đó chính là trong dầu collagen, dầu chất xơ, dầu glucosid, hiểu chưa? Bây giờ ba loại đó. Protein. Và chúng ta đã bị tìm hiểu về các phương pháp ở để mà sản xuất các loại thức ăn dầu glucosid và glucosid vô phanh. Nội dung 13 là nội dung trong chương 2 của chúng ta, nó chính là chuồng và chỉnh phương bảo vệ môi trường cho chuồng nuôi. Thì chúng ta có 4 nội dung. Thứ nhất là chuồng nuôi vệ sinh cho chuồng nuôi. Thì chúng ta đã tìm hiểu về hai nội dung lớn, đó chính là về chuồng nuôi. Về chuồng nuôi thì chúng ta đã tìm hiểu về một cái chuồng, về tác dụng của chuồng và quan trọng của chuồng nuôi, cũng như là một tiêu chuẩn chuồng nuôi vệ sinh. Và về sinh phòng bệnh, chúng ta được tìm hiểu hai nội dung. Thứ nhất là tầm quan trọng của vệ sinh cho chuồng nuôi, và thứ hai là biện pháp. Các biện pháp thì gồm có vệ sinh môi trường sống và buộc vật nuôi và vệ sinh vệ sinh vật nuôi. Tiếp theo về đó là vệ nội dung thứ hai là nội dung trong phong vật nuôi, thì chúng ta chỉ tìm hiểu hai nội dung đó vào trong nuôi vật nuôi non và trong nuôi vật nuôi cái sinh sản, và trong nuôi vật nuôi tỉnh sống đi phần nào lọc thêm, biết chưa? Đấy hai nội dung đây. Tiếp theo đó là phòng trị bệnh trên vật nuôi, thì chúng ta lần tìm hiểu về khái niệm về bệnh cũng như là nguyên nhân sinh ra bệnh, và chúng ta đã được tìm hiểu về các biện pháp về phòng trị bệnh rồi, đúng không nào? Và từ đó chúng ta được tìm hiểu về nội dung mảng kiến thức cuối cùng, đó là về vaccine phòng bệnh cho vật nuôi. Thì chúng ta được tìm hiểu thế nào là vaccine và bao phủ vaccine và những chú ý khi sử dụng và bảo quản làm thế nào. Và có những kiến thức chúng ta sẽ có thể chúng ta đã được giảm tải, nhưng mà chúng ta sẽ phải làm, đúng không? Và trên đây toàn bộ là cái và sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về chuồng nuôi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào câu hỏi trong phiếu khoa trang 129. Đầu tiên là câu hỏi số 1, vai trò một giống cho chuồng nuôi, điều kiện để công nhận một giống vật nuôi. Để giúp các bạn có thể dễ làm hơn với phần ngoại các câu hỏi cơ bản khác nhau. Câu này đó chính là ở trong bài viện. Bài 31 của vật nuôi. Còn điều đặc biệt của sự sinh trưởng và phục vụ nuôi đó chính là bài 32. Còn về nhân phẩm thường chủng nó lại ở bài 34. Tiếp theo là vai trò thức ăn của vật nuôi, thì đó chính là phần bài học số 38, vai trò thức ăn của vật nuôi. Và đây là nội dung của bài học số 39, chỉ biến hữu chức ăn vật nuôi, đúng không? Hôm nay là 44, về trường nuôi và vệ sinh và bệnh trên trường nuôi. Hôm nay là bài 46. Bài 47. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm để ôn lại kiến thức của bài học 31. Các bạn hãy mở lại phèo khoa bài học 31 ra, được chưa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại về vai trò của giống chuồng nuôi, về điều kiện để được công nhận là giống chuồng nuôi như thế nào. Về điều kiện thì không bắt buộc, có thể các bạn, có thể các thầy cô vẫn sẽ cho làm đấy, nhưng mà trong quá trình giảng dạy các thầy cô sẽ hướng dẫn thường ngày, nên là mặc dù có hướng dẫn hay không hướng dẫn thì các bạn thường ngày các bạn không tự đọc, mà chúng ta có thể hướng dẫn như sau. Đầu tiên là giống có vai trò như thế nào cho chăn nuôi nhỉ? Đó, ở đây có hai vai trò. Vai trò thứ nhất đó chính là quyết định đến năng suất chăn nuôi. Cụ thể như thế nào? Đó chính là trong vùng điều kiện nuôi và chăm sóc thì các vùng khác nhau thì sẽ vào cho năng suất chăn nuôi khác nhau. Ví dụ như là gà lứa co này. Về năng suất trứng thì nó là từ 250 đến 270 con
20 quả. Và tiếp theo đó là gà vi. Thì đó là 70 đến năng suất đó là 70 đến 90 quả trên 5 con. Đây là năng suất trứng. Đấy. Tiếp theo đó chính là bò Hà Lan. Bò thì nó không tiết ra thịt. Bò Hà Lan thì nó lấy sữa bạn nhá. Thì sữa thì năng suất sữa thì nó là từ 5.500 đến 6.000. Đấy. Và bò Phin thì lại từ lại thấp hơn 1.400 đến 2.100. Kỷ niệm phải viết bằng bút thôi nhỉ, chẳng nói vậy. Rồi, và bệnh và đối với vật nuôi quyết định đến chất lượng phẩm vật chất nuôi. Thì chúng ta đánh giá chất lượng dựa vào hàm lượng mỡ trong sữa. Ví dụ như tỷ lệ mỡ trong sữa. Dựa vào sữa của giống trong Mura là 7.9 bên này tôi sẽ cho 2 chấm luôn vì viết tắc nhiều, 7.9%. Đấy nhá, giống bò Hà Lan thì giá 3.8-4%. Giống bò Phin hai chấm từ 4-4.5. Đấy, đây chúng ta thấy là vì bình loại khác nhau này, thì tỷ lệ mỡ trong sữa của giống thì nó lại giống bò Hà Lan thì nó ít hơn, ít nhất nhé. Và để nâng cao hiệu quả chăn nuôi thì con người đã không ngừng chọn lọc những giống để tạo ra các giống vật nuôi thì gặp tốt hơn nhé. Và để được công nhận là một giống vật nuôi thì phải có 3 điều kiện sau. Đầu tiên là các vấn trong một giống thì phải có chung nguồn gốc. Thứ hai là ngoại hình và năng suất phải giống nhau. Thứ ba là di chuyển ổn định. Và thứ tư là để một số lượng cá nhất định và có địa bàn phân bố rộng. Ví dụ như là Bà Vịa, đây tôi có ví dụ tiếp. Ví dụ là để được công nhận là một giống lợn, giống lợn thì nó phải có 4.500 đến 5.000 con. Này bôi viên phản tác cho nó nhanh. Thì trong đó thì phải có khoảng trong đó thì có 100 đến 150 con đực giống. Nhưng tuy nhiên đối với giống gia cầm
thì phải khoảng 1.000 con, 50.000 con xin lỗi. Đấy, ví dụ như thế đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 2. Đó chính là đặc điểm của sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi. Các bạn phải có 2 phút để suy nghĩ, 2 phút bắt đầu. Chúng ta sẽ mở phèo khoa 187 ra và khoa phát phù lục 8 thì chúng ta sẽ được 3 đặc điểm của sự sinh trưởng phát dục và vật nuôi mà là không đồng đều, theo phân loạn và theo chu kỳ. Không đồng đều đó chính là ví dụ như là sự tăng cân của ngay theo tuổi, các giai đoạn đó quá trình sống của lợn trải qua các giai đoạn đó bào thai đến lợn xuất sinh, lợn nhỡ, lợn trưởng thành. Và theo chu kỳ ví dụ như là chu kỳ động dục của lợn là 21 ngày, con ngựa là 23 ngày, được chưa? Thì lên cấp 3 thì các thầy cô sẽ hướng dẫn thêm vì nội dung này, tức là vì đặc điểm sự sinh trưởng phát dục ở nuôi chuyên nghiệp ở lớp 7 phần này là thêm. Ở tiếp theo câu hỏi số 3, chúng ta đến với câu hỏi số 3 nhé. Đó là gì nhỉ? Các phương pháp chọn phối và nhân giống của trường vật nuôi thì các bạn hãy mở phiếu khoa ở bài học số 34 191 92 ra thì các bạn sẽ để mình câu trả lời nhé. Các bạn sẽ có 5 phút để suy nghĩ và bạn trả lời. 5 phút bắt đầu. Vì phương pháp chọn phối đó chính là chọn ghép con đực với con cái trong cùng khác giống. Thì đấy là gọi là nhân lên một giống tốt đã có nhá, thì được gọi là chép chọn phối cùng giống. Đó, ví dụ như là phối lợn ỉ đực với lợn ỉ cái thì sẽ được thể hiện sau đều là những lợn ỉ cùng phối bố mẹ. Còn lứa lai tạo thì sẽ phải chọn ghép con đực với một cái khác giống, người ta gọi là chọn phối khác giống. Ví dụ như gà trống giống dốt và gà mái giống vi, gà trống giống dốt thì có sức sản xuất cao, với cả mái giống vi thì bể ngon, dễ nuôi, phân đề kháng cao nhưng công suất giống loại thấp. Vừa thế hệ sau là gà lai vốt vi vừa có khả năng sinh tốt lại có sức sản xuất cao. Đấy. Tiếp theo đó là phương pháp nhân giống hồn chủng. Thì đầu tiên là phải chọn cá thể được cái tốt nguồn giống cho vào khối để sinh con, chọn con tốt trong bảng con dưới đấy lại để cùng chọn. Tức là có sự chọn lọc ấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ trả lời, sẽ mở sách giáo khoa bài học số 38 ra và suy nghĩ để trả lời câu hỏi số 38 trong sách giáo khoa trang trang bao nhiêu nhỉ, trang 102, 103 nhé. Các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời cho câu hỏi số 4, vai trò của người vật nuôi. Các bạn có 5 phút để suy nghĩ và trả lời. 5 phút đầu. Thức ăn thì cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển. Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra phẩm chất nuôi như là thịt, cho ra cầm bể trứng và nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi tạo ra lông sừng móng. Được chưa? Và đối với cơ thể vật nuôi thì nó sẽ cung cấp cho vật nuôi năng lượng, các chất dinh dưỡng đối với hoạt động của cơ thể và tăng sức đề kháng. Đối với sức tiêu dùng thì thồ hàng cày kéo cung cấp thịt, sữa, trứng, có lông da sừng móng phí phản này. Đấy là vai trò năng lượng vật nuôi. Tiếp tục chúng ta lại chuyển mở theo khoa chặn bài học 39 từ bài học 104 và 106 và sẽ giả lời trả lời hai câu hỏi. Ở đầu tiên chúng ta sẽ mở phèo khoa trang 104 ra và trả lời câu hỏi số 5 và chính là cho biết mục đích của chỉ biến của chữ âm vật nuôi nhé. Các bạn sẽ có 10 phút để suy nghĩ và trả lời. 10 phút bắt đầu. Vậy chỉ biến thức ăn để nhằm mục đích gì? Thì nhiều loại thức ăn thì phải qua chỉ biến thì vật nuôi nó mới ăn được. Chế biến thì nó làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều việc tiêu hóa và giảm bớt khối lượng và độ khô cứng và khử bỏ chất độc hại. Ví dụ như là làm chín đậu tương đậu nành sẽ giúp cho vật nuôi tiêu hóa tốt hơn. Thêm nhiều tinh bột mà nêm ủ nêm rượu sẽ tạo ra mùi thơm và nuôi vị sẽ ngon hơn. Ở tiếp theo mục đích giữ chữ thức ăn đó chính là nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để có luôn có đủ một thức ăn cho vật nuôi.
Ví dụ như là vụ xuân, vụ hè thu thì có nhiều thức ăn xanh, vật nuôi thì ăn không hết. Người ta sẽ phải phơi khô hoặc ủ xanh để dự trữ đến mùa đông cho vật nuôi ăn nhé. Vậy thì chế biến dự trữ thức ăn thì cần có một số phương pháp như thế nào? Và chị ở câu hỏi thứ 6 nhé. Chúng ta sẽ có khoảng 10 phút, 5 phút để suy nghĩ trả lời. 5 phút bắt đầu. Đầu tiên nó chính là phương pháp chế biến thức ăn thì gồm có 3 nhóm, và chính là phương pháp vật lý, phương pháp hóa học và phương pháp vi sinh vật. Về phương pháp vật lý thì có các ngắn, đó là các ngắn đối với thức ăn phô phanh, nghiền nhỏ đối với thức ăn loại hạt, củ, vi điên đối với thức ăn với chất tạo hại khó tiêu như hạt đậu đỗ. Phương pháp hóa học thì đường hóa đối với tinh thức ăn loại thức ăn và tinh bột, kiềm hóa với thức ăn nhiều xơ như dơm dạ. Phương pháp vi sinh vật thì đối với men đối với thức ăn và tinh bột, ví dụ như ổ tinh bột với men rượu. Tiếp theo tạo thức ăn hỗn hợp đó chính là phối trộn nhiều loại thức ăn. Phương pháp dự trữ thức ăn thì gồm có làm khô ổ xanh. Làm khô thì người ta sẽ áp dụng với cỏ dơm và quậy củ hạt, còn củ xanh thì các loại vỏ bí xanh nhé. Và đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau mở sách giáo khoa ở trang 116, 117 ra. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của trứng nuôi cũng như là thế nào là trứng nuôi vệ tinh. Thì chúng ta sẽ có 20 phút để suy nghĩ và trả lời. 20 phút bắt đầu. Các bạn đã phun chưa? Đầu tiên là về vai trò của trứng nuôi. Thì trứng nuôi thì được coi là nhà ở của vật nuôi. Trứng nuôi càng phù hợp thì sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, có phần nâng cao năng suất của vật nuôi. Và giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, đồng thời tạo ra được một biểu khí hậu ở cho vật nuôi. Trường nuôi giúp vật cho vật nuôi hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh như là vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh, và giúp cho việc thực hiện quy trình chăn nuôi khoa học và giúp quản lý tốt đàn vật nuôi, thu được chất phải là phân bón và tránh ra ô nhiễm môi trường và góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi. Về tiêu chuẩn chăn nuôi hợp vệ sinh và hay quan sát sơ đồ 10 thì chúng ta thấy rằng chuồng nuôi vệ sinh là chuồng nuôi phải có nhiệt độ với không khí, nhiệt độ thích hợp, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Độ ẩm thì trong chuồng thích hợp khoảng 60-75%, độ thông thoáng tốt nhưng không có gió lùa. Ở độ chiếu sáng thì phải phù hợp với từng loại vật nuôi nhé. Và vũ khí đặc trưng chuồng như khí ammoniac, đó chính là khí NH3, được chưa, là một hợp chất của nitơ. Hydrofunfua là H2S. Đây là hydro, còn đây là funfua. Funfua ở bên muối nó là funfua, còn bình thường nó chính là lưu huỳnh. Ít nhất đấy. Đấy, như vậy chúng ta chỉ cần nhớ thành chính như sau: không khí bị khí độc, bước chiếc phám thích hợp với mọi vật nuôi, bước phương hóa thì tốt, độ ẩm trong chuồng 70-70%, chuồng nơi vệ sinh thì được thích hợp. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài học số 46, đó chính là phòng trị bệnh cho vật nuôi. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại bằng cách mở theo khoa trang 121 cho đến 121-122 nha nhé. Vậy thì khi nào vật nuôi bị bệnh và nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi? Vật nuôi bị bệnh đó chính là khi có sự rối loạn chức năng sinh lý trong cơ thể, phương tác động của các yếu tố gây bệnh, làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm phức khả năng phản xuất và duy trì kinh tế của vật nuôi. Về nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi thì có hai nhóm, chính là yếu tố bên trong, yếu tố di truyền, và yếu tố bên ngoài đó là môi trường sống vật nuôi, đó là cơ học, chấn thương, lý học ở nhiệt độ cao, hóa học và phân ngộ độc, sinh học đó là vị ký sinh trùng do vi sinh vật như vi phút vi khuẩn. Mà các bệnh về yếu tố sinh học đó là gây chia ra làm hai loại: bệnh truyền nhiễm đó là do các vi sinh vật như vi phút vi khuẩn vân vân gây ra, lây lan nhanh thành dịch và làm tổn thương nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi, ví dụ như bệnh dịch tả lợn, có dịch bệnh tả lợn châu Phi ấy, bệnh vây gà vân vân. Bệnh không truyền nhiễm thì do vật ký sinh như vun, phá ve vân vân gây ra. Các bệnh cũng phải do vi sinh vật gây ra, không lây nhanh thành dịch và chết nhiều vật nuôi, nó gọi là ảnh hưởng. Đấy.
Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình, của tiết học ngày hôm nay. Đó là của bài học 47, tìm hiểu về vaccine. Là vì bạn cho biết các vùng vaccine, những điểm cần chú ý khi vùng vaccine. Bạn phải có 30 phút để suy nghĩ và trả lời. 30 phút, bắt đầu. Các bạn đã xong chưa? Vậy vaccine là gì? Đó chính là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm, mà nó được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. Ví dụ như là vaccine dịch tả lợn heo thì được chế từ virus gây bệnh dịch tả lợn. Vaccine đàn vó lợn được chế từ chính vi khuẩn gây bệnh đàn vó lợn. Vì theo cách xử lý mầm bệnh khi chế vaccine có loại vaccine khác nhau, vì gồm có hai loại vaccine nhập độc, tức là vaccine sống, có vaccine chết, tức là vaccine vô hoãn. Vaccine nhập độc sẽ làm mầm bệnh bị làm yếu đi, còn vaccine chết làm mầm bệnh bị chết trong hoàn toàn. Về tác dụng của vaccine, khi đưa vaccine vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh thì cơ thể sẽ phản ứng vật nuôi khỏe mạnh bằng phương pháp tiêm nhỏ chủng, lấy cơ thể sẽ phản ứng mạnh bằng cách sinh sản ra kháng thể chống lại sự phơi nhiễm của mầm bệnh cung ứng. Khi bị mầm bệnh phơi nhiễm lại thì cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, và nếu không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng miễn dịch rồi, đúng không? Vậy khi sử dụng vaccine chúng ta cần chú ý điều gì? Đó là đầu tiên là về bảo quản, nó chính là chất lượng hiệu lực của vaccine phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Cho nên chúng ta phải giữ liệu vaccine đúng nhiệt độ theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc, không để vaccine ở chỗ nóng hoặc chỗ có nhiệt độ mặt trời. Và khi sử dụng vaccine thì cần phải kiểm tra kỹ mọi phía trước của vaccine và tuân theo đúng mọi chỉ dẫn theo chỉ dẫn của loại vaccine. Vaccine thì vùng phòng bệnh cho vật nuôi khỏe, cho nhiễm bệnh. Nếu tiêm vaccine nên cho vật nuôi ổn bệnh thì vật nuôi sẽ bệnh nhanh hơn. Hiệu lực của vaccine sẽ phụ thuộc vào sức khỏe vật nuôi. Nếu tiêm cho vật nuôi không được khỏe thì hiệu quả tiêm vaccine sẽ giảm. Và khi sử dụng thì phải tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc. Vaccine khi mà đã pha thì phải dùng ngay, sau khi dùng thì nếu mà còn thừa thì phải dùng theo quy định. Lý do bạn được miễn dịch đó chính là sau khi tiêm được tiêm vaccine với 2-3 tuần vật nuôi sẽ được tạo được miễn dịch. Sau khi tiêm vaccine phải hợp với sức khỏe vật nuôi 2-3 tuần tiếp theo. Nếu mà thấy vật nuôi mà xảy ra bị phản ứng thuốc đó có dị ứng thì phải dùng thuốc chống dị ứng và báo cho cán bộ thú y để kịp thời nhé. Như vậy chúng ta đã cùng nhau kết thúc nội dung của bài học ngày hôm nay, ôn tập phần 3 chăn nuôi. Như vậy các bạn đã cùng nhau kết thúc toàn bộ nội dung buổi phần chăn nuôi rồi, đúng không? Ở bài học sau thì các bạn sẽ được tìm hiểu về phần 4 thủy sản. Ở phần thủy sản thì nhiều tỉnh thành nó lại là nội dung phản tại, tức là nội dung này các bạn sẽ không được học. Nhưng còn những tỉnh thành nó vẫn sẽ được học bình thường. Dù học thủy sản hay là không học thì thời lượng nó vẫn là 52 tiết trên một năm học. Đó là do tùy thuộc vào cái sự phát xếp các tiết học của thi bộ môn. Các bạn đã theo dõi và tôi chúc các bạn hôm nay hiểu bài. Nếu mà các bạn hiểu bài rồi thì video này hay thì nhớ like và chia sẻ và bình luận phía dưới nhé. Và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà trong quá trình xem video này các bạn vẫn thấy có vướng mắc hay là có những cái băn khoăn nào hay là video của mình có vì nó chưa hay, chưa đúng thì các bạn nhớ bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Kèm thì xin chào các bạn ở các học tiếp theo. Tạm biệt.